mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một món theo yêu cầu của tất cả mọi người. Và món này rất là nổi tiếng luôn, đó là gà không lối thoát và gà không đường lui nha mọi người. Và ở đây thì Quỳnh chuẩn bị một con gà, nó có trọng lượng là 1,1 kg. Và phía bên đây thì Quỳnh có chuẩn bị đó là táo. Táo này hay còn gọi là táo hồng tình yêu. Và ở trong thì nó có một cái màu rất đặc biệt của cái màu gọi là màu tình yêu, màu của giống như là màu của yêu thương vậy đó mọi người. Và nó rất là đặc biệt ở Nhật luôn. Và Quỳnh mua với cái giá cũng rất là chát. Một chút nữa khi mà mình ăn thì Quỳnh sẽ xẻ ra cho mọi người xem ở bên trong nha. Giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu vào công đoạn là Quỳnh sẽ ngâm nếp trước nha mọi người. Đầu tiên thì ở đây thì Quỳnh sẽ cho là vào đây là 2 lít nước, muỗng cà phê muối nha. Hôm nay Quỳnh về lên đây là quay cho nó đẹp đẹp nha mọi người, cho nó nhìn thông thoáng mà mọi người sẽ thích hơn ha. Một muỗng cà phê này là bột nghệ nha mọi người, để khi mà mình làm cái xôi này lên á thì cái xôi của mình nó có một cái màu, nhưng mà mình chiên lên thì nó sẽ đẹp ha. Con nước cốt dừa 400ml nha. Rồi mình sẽ quậy cái nước cốt dừa này lên, cũng như là bột nghệ và muối, cho nó hòa đều vào nhau. Nếp hôm nay thì Quỳnh sử dụng đó là nếp tròn của Nhật. Thì cái lượng hôm nay Quỳnh sử dụng đó là 800g. Thông thường thì cứ 600g nếp ở Nhật thì mình sẽ nấu ra được là 1 kg xôi. Và hôm nay con gà mà Quỳnh sử dụng thì nó có trọng lượng là 1,1 kg hơn, cho nên Quỳnh sẽ sử dụng như đây nha. Cái nếp này thì hồi nãy Quỳnh đã vo và Quỳnh rửa sạch rồi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho nếp vào Quỳnh ngâm. Cái thời gian mình ngâm nếp này là trong vòng từ 3 đến 4 tiếng. Nếu bạn nào mà có thời gian thì không có thời gian thì mọi người ngâm cái nếp này qua đêm để mà nó nở ra, rồi sáng mình đổ sớm nha. Còn nếu mà mình ăn liền thì mình chỉ cần ngâm 3-4 tiếng trước khi mà mình đem đồ thôi. Thì trước khi mà Quỳnh ướp thì Quỳnh đã rửa qua rượu và muối và giấm nha mọi người, cho nó sạch. Bây giờ thì Quỳnh sẽ dùng cái bàn xăm Quỳnh xăm lên mình gà, để một chút mình ướp cái con gà của mình thì nó sẽ thấm gia vị và ngon hơn ha. Đó. Thì Quỳnh sẽ xăm hết phần mình cũng như phần bụng của gà luôn. Mọi người cứ yên tâm, sau khi mà mình xăm lên xong thì con gà của mình nướng lên nó sẽ rất là thấm, và cái phần da của nó thì sẽ không thấy lỗ lỗ nha mọi người. Chút xíu là hành tím và tỏi bầm, sẽ ướp vào là một ít đường, một tí bột nêm, một ít bột ngọt, một ít tiêu, chút xíu nước mắm, một chút xíu muối. Rồi Quỳnh sẽ đeo bao tay. Quỳnh ướp hết trên mình gà, cũng như là Quỳnh ướp luôn cả là cái phần bên trong gà nha mọi người. Nè, Quỳnh bỏ vào bên trong bụng gà. Sau khi mà Quỳnh xoa đều như vậy xong thì bây giờ Quỳnh sẽ để gà Quỳnh ướp nha. Cái phần nhân bên trong để mà Quỳnh nhét vào bên trong mình gà thì gồm có trứng non, mề gà, thì mỗi loại Quỳnh sử dụng là 150g. Và ở đây thì Quỳnh có nấm mèo. Nấm mèo này thì là Quỳnh ngâm cho nó nở ra, rồi Quỳnh cắt ra thành những cái miếng vừa vừa ăn như thế này. Thì nó có trọng lượng là 50g nha mọi người. Là một chút xíu là hành tím và tỏi luôn, một chút xíu đường, một ít muối, một ít bột nêm, một ít bột ngọt, một ít nước mắm, một ít tiêu. Rồi Quỳnh sẽ trộn cái phần nhân để nhét vào mình gà. Quỳnh cũng sẽ ướp luôn cái phần này. Đây là tỏi và hành tím thì hơi nhiều một chút, để mà một chút Quỳnh chia đôi ra. Quỳnh sẽ làm phần nước sốt nha mọi người. Sẽ nhớ phân nửa cái phần hành tỏi này ra. Phần này thì Quỳnh sẽ dùng làm nước sốt, con cũng như là mề gà và nấm vào luôn. Bơ nữa. Rồi Quỳnh xào cho cái bơ này nó tan ra, và những cái phần ở trong đây nó chín khoảng 80% thôi là được nha mọi người. Cà phê là ớt sa tế. Thì cái này thì mọi người thích cho vào cũng được, không thích cho vào cũng được nha. Tại vì Quỳnh thích ăn cay cho nên Quỳnh cho vào. Nói dẫn lên cái màu đẹp của mọi người. Quỳnh sẽ tắt lửa luôn. Phía bên đây thì Quỳnh sử dụng ở đây là hạt dẻ nha mọi người. Ở đây Quỳnh sẽ cho vào đây là 10 hạt. Hạt dẻ này thì Quỳnh mua người ta đã nướng sẵn rồi. Quỳnh mua về thì Quỳnh chỉ cần lột ra cái vỏ rồi Quỳnh bỏ vào thôi. Còn nếu như mà mình không sử dụng hạt dẻ thì mọi người có thể thay thế bằng là hạt điều, hạt sen hoặc là hạt ốc chó nha.
Nói chung là mọi người thích hạt nào thì mình bỏ vào hạt đó. Tại vì gà nó rất hợp với mấy cái loại hạt mình bỏ vào mình nấu chung á. Cho nên khi mình ăn mình kết hợp như vậy thì cái phần nhân của mình ăn nó sẽ béo béo bùi bùi và nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ thì mình sẽ để cho cái phần nhân này nó nguội nguội một chút nha. Rồi sau đó thì mình sẽ nhét vào bên trong bụng gà. Gừng vào nha mọi người. Mình cho hành vào xong thì mình sẽ để gà úp xuống. Ép sau khi mà mình ngâm 3 tiếng thì nó được như thế này. Nhưng mà khi mà mình hấp lên thì cái màu nó rất là nhạt á. Muốn ăn cơm bột nghệ nữa để mình cho cái màu lên hơi đậm một chút nha mọi người. Thì mọi người đừng có lo là khi mà mình hấp lên thì cái bột nghệ này cũng không có nghe mùi đâu. Tại vì mình cho cũng không có nhiều quá. Chủ yếu là mình tạo màu là chính thôi. Cho vào là một muỗng cà phê muối. Để cho mình ăn cái xôi khi mình nấu ra xong thì nó sẽ đậm đà hơn. Trong phần xôi này mình sẽ cho cái xửng hấp lên. Nồi thì mình gắn một cái miếng. Cái miếng này là cái miếng để mà nó hút cái nước bay lên mọi người. Để cho cái xôi mình nấu ra nó sẽ không bị nhão nha. Và cái thời gian mà mình hấp cái nồi này thì khoảng là từ là 45 phút cho tới là 1 tiếng. Tùy theo là gà lớn nhỏ. Và cái lửa mà mình hấp cái gà này thì mình cũng sẽ hấp là lửa trung bình nha mọi người. Là một muỗng canh tương cà. Thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh tương ớt. Muỗng canh mayonnaise. Cho cái vị nó béo béo mình chấm với lại xôi với mọi người, xôi chiên thì nó sẽ rất là ngon nha. Và tiếp đến sẽ là 2 muỗng nước tương. Đặc đặc sệt sệt như thế này nè, mình chấm xôi và gà thì rất là ngon luôn. Hấp dẫn quá mọi người ơi. 15-20 phút thì mình sẽ mở nắp ra. Cho mấy cái nước nó chảy ra bớt nha mọi người. Đó, mình hấp như vậy mà nước vẫn còn chảy ra nè. Mình vũ vũ cho ba cái nước nó ra bớt đi. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đũa đó, mình xới xới xôi lên để cho cái phần ở dưới nó được trồi lên trên. Và xôi nó được chín đều hơn nha. Bên trong cái mình gà đó, để mình dở cái phần gà lên. Mình xới luôn cái phần xôi ở phía dưới nha mọi người. Và đây là gà sau khi mà mình mới vừa hấp xong nha mọi người. Mình sẽ lấy gà ra. Mình cho qua bên phần cái dĩa bên đây. Xới xôi lên cho nó đều nha. Trời bây giờ nó rất rất là thơm mọi người. Thơm lắm. Mà khi mà mình gói cái con gà lại mình phải dùng xôi cho nó thật nóng nha mọi người. Nó nguội thì mình khó có thể nào mà gói được xôi nha. Thì mình sẽ dàn cái phần xôi ra cho nó đều nha mọi người. Mình đeo cái bao tay ở trong á. Với lại cái bao tay ở ngoài để cho nó không bị nóng nha. Với lại mình đeo cái bao tay mà dạng mà bao tay bao ni lông của mọi người thì nó sẽ không có bị dính ha. Để cho gà lên luôn. Mình cho gà nằm ở phía ngoài nha mọi người. Mình đẩy gà lên như thế này. Cho cái gà nó dính vào nha. Mình sẽ miết cho cái miếng này nó dính lại với nhau nha mọi người. Nửa coi xôi mình đều chưa nha. Đó. Thì mình mới gói là nó đều được như thế này nha. Đây. Đó, nó đã đều được như thế này. Là con gà mà nó nằm gọn vào bên trong ha. Mình sẽ dùng dây thun mình túm nó lại. Cái này xong á thì mình chưa có thể nào đem đi chiên được liền nha mọi người. Mình phải bỏ vào bên trong ngăn đá. Mình bảo quản cho nó định hình khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì mình mới bắt đầu mình chiên được nha. Gà bỏ xôi sau khi mà mình bỏ vào bên trong tủ lạnh nó mình định hình thì bây giờ nó cũng đã định hình, nãy nó hơi hơi cứng cứng rồi mọi người. Mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi. Đó. Cái công đoạn định hình này nó rất là quan trọng nha mọi người. Nếu như mà mình không có hấp xôi chung với gà đó thì nó sẽ không có ngon. Tại vì nó không có ra được cái nước mỡ của gà. Còn nếu như mình làm theo bước này thì mình phải định hình nha. Và mình kiểm tra thì dầu bây giờ nó sôi lăn tăn vậy thì mình sẽ bắt đầu mình cho cái gà bó xôi vào được rồi đó. Rồi mình sẽ cho vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho nó nằm ở trong cái muỗng của mình luôn nha.
mình sẽ chiên ở lửa lớn nhất nha mọi người. Nha, rất là nguy hiểm nha. Đó, từ từ nhẹ nhàng. Đó, sẽ chiên tới cái mặt còn lại. Mình thấy là ở ngoài là phần xoài nó cũng đã vàng đều rồi, bây giờ mình sẽ tắt lửa mình vớt ra luôn. Rồi. Rồi mình sẽ cho nó nằm ở đây cho nó ráo ráo dầu một chút nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Bây giờ mình sẽ mở ra mọi người. Đó, bẻ mà giờ nó còn nghe rộp rộp lắm mọi người. Nè, ăn nhìn nè. Nó từ bên này. Mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Trời ơi, nó giòn rộp rộp mọi người. Trời, con quỷ mẹ nó. Quỷ mẹ nó ngáo gì ghê. Quỳnh về cái chén nước sốt lên trên. Quỳnh cho nó ăn thử một miếng đó mọi người, mà nó không ăn đó. Để chút mình lấy thử coi. Cái gì nó cũng kêu không có ngon mà. Rồi bây giờ mình sẽ chấm vào đây nha. Nó giòn khủng khiếp rồi. Dạ đây anh ba. Trời ơi nó giòn lắm mọi người ơi. Hồi nãy thì mình để cận cảnh mình cắt ra cho mọi người xem á. Bây giờ thì mình sẽ lấy miếng gà đây nha mọi người. Đó, cái đùi đây. Mình sẽ lấy miếng đùi mình ăn là mình chấm rồi mình lấy xôi mình chấm ăn chung nha. Trời ơi, nó đỏ mà. Thơm lắm, cho nó cũng ăn rồi. Đây ăn khoai tây đi, ăn phô mai. Nè, ăn kẹo. Ăn kẹo nô. Kẹo nô luôn. Trời ơi. Về mơ đi. Cô chú không thấy mà để sao? Lại đi. Ma đi à. Ừ. Đó, bây giờ tới ngày nào cũng là lên review. Nó coi YouTube đến nó bị nhiễm mà. À. Cái xôi nó thấm ngon mà, thơm mùi thịt gà. Cái nước chấm ngon mà. Chịu sao nổi. Sao có mở được mày mở cho. Quỳnh chiên ở nhà mọi người. Quỳnh nấu xôi chung á. Cho nên á, cái nếp của mình nó không có được khô cho lắm. Cho nên mình chiên nó hay bị vỡ ra. Nhưng mà mình chiên như vậy á thì tuy nó hơi vỡ ra được chút xíu, nhưng mà là cái vị của cái gà, cái vị của cái sâu nó rất là ngon nha mọi người. Trời ơi, nó giòn rợp luôn. Bởi vì bao nhiêu tinh túy của con gà khi mà mình hấp á, nó thấm vô phần sâu với lại cái phần nước cốt dừa mình nấu á. Cho nên bây giờ xôi nó béo và rất là thơm mùi gà.
quả xà đảm à. Sao miếng gà con ngon? No, không có ngon. Không ăn luôn. Mình cảm ơn người nghe mình làm cái món này từ lúc 10 giờ sáng mà. Mà tới giờ này ăn cơm chỉ là chỉ đắt luôn. 8 rưỡi mới bắt đầu ăn mà. Cái thời gian mà Quỳnh ướp cho nó định hình á, nó tốn thời gian ra á. Nấu là chuẩn bị nữa. Trời mọi người ơi, ở Nhật á, hôm nay á, ở Tokyo khai sát bệnh chủ Quỳnh ở nè, số người bị nhiễm Covid với mọi người lên tới 500+ người. Là cái vùng Tokyo thôi mọi người. Trời ơi, một ngày mà tăng lên như đó đó mọi người. Thấy Quỳnh sợ quá mà. Đường về Việt Nam còn xa quá. Ở ngon quá. Sao đấy cái mấy cái đùi ăn trước nè. Cái phần ở bên trong á, lúc đầu mình xào có bỏ chút xíu bơ á, bởi vậy phần bên trong nó thơm được bơ mà. Cái cách làm gà này á, thầy á mình thấy á, mỗi một cái kênh á thì làm mỗi cách khác nhau. Thì mọi người cứ thử đi, cách nào ngon thì mọi người làm theo. Mà đây đang cách làm của Quỳnh ha. Nói chung là nấu ăn mọi người thầy à, có người làm cách này có người làm cách khác nha, để phù hợp cho cái khẩu vị của người đó ha, với lại gia đình của người đó và từng vùng miền nữa. Cho nên không thể nào nói được là bạn nào đó nấu đúng bạn kia nấu sai vậy mọi người. Trời ơi con nó ngồi nó gà nó chọt vô tới bên trong luôn. Không chịu ăn. Nhìn cho nó ăn bất cứ gì nó không ăn mọi người. Nó chỉ thích ăn á gà chiên KFC mọi người, Quỳnh chiên nhà cũng ăn. Cứ gà chiên KFC hoặc là khoai tây chiên mà nó bị ghiền á. Thấy sao? Giống như mình chiên á mọi người. Cái hơi nó lên á. Trời ơi. Nó làm cho mình no mọi người. Thèm lắm mọi người, hôm nay mò từ sáng tới chiều mới được món này chứ. Ở bên Việt Nam là mình order cái này tới nhà. Ở bên đây muốn ăn là phải làm nha mọi người. Ngon dở cũng tự mình làm. Mới có cái để ăn. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái phần bên trong. Trời ơi. Hồi nãy banh ra cho mọi người xem rồi đó. Đây bây giờ mình sẽ ăn cái phần này là mê gà. Sao ngồi thẳng lên. Mê gà sự thật ngon quá. Mama, với lại một ít nấm mèo.
trứng non. Đã mà. Hạt dẻ. Trời ơi. Nó béo. Bên trong con gà là bao nhiêu tinh túy nha. Sự sực của mềm. Béo của trứng non. Hạt dẻ. Giòn giòn của nấm. Đã mà. Chịu đời sao cho thấu. Một con gà kiểu này mà người là một người ăn không hết nha. Nó ngon quá mà. Cái xoài nó ngon khủng khiếp luôn á. Nó giống như Quỳnh hồi nhỏ mọi người. Mê cái game Mario mà. Ngày nào á cũng coi Mario hết. Ăn kẹo cũng là Mario. Cái gì cũng Mario hết. Sao thích con Mario hết ta? Ừ. Con Mario màu gì? Màu gì? Con Mario cái nón nó màu gì? Cái nón màu gì? Màu gì vậy? Màu gì vậy? Màu xanh? Màu đỏ? Gì? Màu đỏ? Màu đỏ? Màu xanh hay màu đỏ? Màu đỏ? Màu đỏ? Mario. Còn màu xanh là con gì? Màu xanh. Ừ. Màu xanh là aca. Hả? Màu xanh aca. Sao biết? Sao biết? Táo này ở Nhật nha mọi người. Quỳnh không biết là ở những nước khác có không, nhưng mà dạo thời gian gần đây thì Quỳnh thấy có bán. Nó được trồng ở vùng Iwate của Nhật. Và Quỳnh mua cái này 5kg nha mọi người. Phi ship. Mà giá về đến nhà Quỳnh là 7 cent, 1,4 triệu cho 5kg nè mọi người. Mắc dễ sợ nha mọi người. Cho mình cắt nha. Hồi nãy cắt ra cho mọi người xem mà đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Coi cái vị nó như thế nào nha mọi người. Thì mình ăn cái miệng thôi, mình ăn chút chút nha. Cắt ra thì dọc rất đẹp mọi người. Ở Nhật có nhiều loại nó ngon mọi người. Giống như cái loại mà táo mật thì Quỳnh cũng quay cho mọi người xem đó. Táo mật. Năm nay thì Quỳnh mới thấy là bán loại táo này. Đẹp ghê mọi người. Khi mà Quỳnh cắt ra xong á, cái phần ở trong của nó, cái phần ở ngoài chứ nè, khi mình cắt ra xong á, cái phần ở ngoài của nó mọi người nè, cái phần ở ngoài của nó cũng màu hồng luôn nha. Cái giờ phần vỏ của nó cũng màu hồng luôn. Mình sẽ ăn miếng nha. Quỳnh mua về Quỳnh ăn, với lại cái thứ hai nếu mà mình ăn hết mà ép là uống nha. Trời ơi, cái đầu tiên mà mình cảm nhận được nha mọi người, nó rất là giòn, nhưng mà cái vị chua của nó chua nhiều hơn ngọt nha mọi người. Ai mà giống như là đang bầu ăn thì được. Nó chua nhiều hơn ngọt. Nó không hề ngọt như những loại táo khác nha. Cái lớp vỏ ngoài á nó đỏ như táo Mỹ mà. Trời ơi, nó chua. Nó chua muốn rúng mình. Quỳnh đây là ăn chua rất là dở mà nè. Trời ơi. Sa ăn thử này coi con ngọt. Nhìn sao vậy?
Sao vậy? Không ăn. Ủa, nó cứ chơi thế này. Trời ơi, nó chua mọi người ơi. Nó chỉ đẹp cái vẻ bên ngoài thôi nha. Chứ nó chua nha mọi người. Có sao review vậy nha. Cái khác nha. Để coi coi nó có giống vậy không. Đó, ở bên trong nó cũng hồng 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 hồng. Trái này giống y chang nha mọi người. Cũng đẹp như mơ. Mà không biết thế nào. Nó vẫn hồng hồng nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Gọt thử coi ăn coi nó có chua hay không. Và mọi người biết tại sao mà Quỳnh gọi trái táo này là táo hồng tình yêu không? Là bởi vì là cái táo này á, là nó bán vào từ đây cho tới những cái mùa lạnh là tới tháng 4 luôn. Và cái ngày Valentine á, thì ở ngoài cái trái táo á, nó sẽ có là một cái hình giống như là Happy Valentine vậy mọi người. Happy Valentine cho nên Quỳnh mới gọi là táo hồng tình yêu nha mọi người. À, người ta mua để người ta tặng nhau á, nó có cái chữ giống như là người ta che đi thì cái phần chữ nó sẽ lên là cái màu trắng và cái vỏ táo sẽ là màu đỏ, cái chữ màu trắng cho nên mới là táo hồng tình yêu nha. Trời ơi mọi người ơi, nó chua. Bây giờ không chấm muối, nãy có chấm muối, giờ không chấm muối cũng vẫn chua mà. Trời ơi, nó chua lắm mọi người. Cái này ép là uống nước, bỏ thêm gì quên ta, bỏ thêm mật ong đi mọi người, nó chua lắm. Nãy giờ mình ăn ở bên đây không có cái nào ngọt nha mọi người, cho nên là không phải là nói là tại vì mình ăn ngọt, bên đây mình ăn cái này qua mình thấy chua nha. Ở bên đây nãy giờ mình ăn là giòn với lại cái này cay nha. Mà cái này phải nó gọi là quá chua luôn á. Trước giờ mình ăn cái táo với này là chua nhất trên đời. Những loại táo mình ăn là loại này chua nhất. Nó đẹp nhưng mà nó chua mọi người. Thì dành cho những bạn nào thích ăn chua mua ăn rồi cảm nhận nha. Còn bạn nào không thích ăn chua thì biết rồi đó. khỏi cần phải đợi Quỳnh nói. Rồi bye bye cô chú nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, lại sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Yeah. Trời ơi, Quỳnh kiểu nó ăn nó không ăn cái gì hết mọi người.